Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm một cái công trình kiến trúc đại diện cho cái cơ quan đầu não của một tỉnh. Đó được gọi là tòa bố hay là tòa tham biện, tòa chánh bố. Đây là nơi dinh đường của quan tham biện chủ tỉnh, tức là ông chủ tịch tỉnh bây giờ đó, thì làm việc và sinh sống tại đây. Thì vào thời kỳ Pháp thuộc ở miền Nam, trước tiên khi mà người Pháp vô Nam, họ chia các đơn vị hành chánh là thành từng hạt thanh tra, sau đó là từng hạt tham biện, và từ sau năm 1900 đó là thành từng tỉnh cho đến năm 1945. Thì tòa bố chính là cái cơ quan hành chánh của một tỉnh, nó khác với tòa án là nơi dùng để xét xử các vụ án kiện trong một tỉnh. Thì với cái cương vị là một cơ quan đầu não về hành chánh của một tỉnh, nên tòa bố còn được coi đây là một cái cơ quan có vai trò quyết định trong công việc điều hành hành chánh cũng như là công việc. Đây là tòa bố tại Gò Công. Gò Công ngày xưa là một địa hạt lớn cũng như là một cái vùng đất có lịch sử lâu đời và hiện tại đang được sáp nhập vào trong tỉnh Tiền Giang. Thì tỉnh Tiền Giang bây giờ á, nó bao gồm nhiều cái hạt ngày xưa, là bao gồm ví dụ như là hạt Mỹ Tho nè, hạt Gò Công nè, hoặc là hạt Cái Bè nè, vân vân, để mà gáp lại thành cái tỉnh Tiền Giang mình bây giờ. Thì tòa bố này là một cái công trình kiến trúc có thể nói là một trong những cái tòa bố lớn nhất ở khu vực miền Nam. Thì trong thời gian gần đây á, thì ở địa phương đã bắt đầu triệt giải đi cái tòa bố lịch sử hơn 100 năm này để mà xây dựng lại một cái công trình mới. Hy vọng rằng thì nó vẫn giữ được cái vị thế về lịch sử cũng như là văn hóa của một cái công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn vào thế kỷ thứ 20 của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.